Minh. Hả? Sao yêu mày? Nếu mà mình với Long cùng bị rớt xuống nước thì bạn cứu ai? Bạn hỏi gì tào lao vậy? Minh, nếu mà mình với Yumi bắt cóc, bạn sẽ cứu ai? Minh, nếu mà mình với Long cùng ở trong ngôi nhà bị cháy, bạn cứu ai? Minh, nếu mà mình và Yumi bị đuổi ra khỏi nhà, bạn sẽ cứu mang ai? Bạn trả lời đi. Bạn trả lời đi. Trả lời đi. Nếu mà bạn không chọn mình sẽ không bao giờ gặp bạn nữa. Nè, nếu mà bạn không chọn mình thì từ lúc mẫu giáo đến bây giờ tình cảm anh em mình sẽ kết thúc. Bạn trả lời đi. Trả lời đi. Suy nghĩ thật kỹ nào. Hãy suy nghĩ kỹ vô. Nãy nội có nhờ tôi xuống nấu cái gì tôi quên, để tôi xuống nấu nha. Nấu nước sôi gì á, tôi đi nha. Mình sẽ chọn mình. Mình là bạn trai của mình. Còn lâu nha, mình sẽ chọn mình. Vì mình là bạn đời của mình. Không có đâu, mình là bạn trai của mình. Mình là bạn trai của mình, à không, mình là bạn đời của mình. Mình mới là bạn đời của mình. Mình là bạn đời của mình. Mình là bạn trai của mình. Mình cũng là bạn trai của mình. Mình là bạn đời của mình. Thôi đi, líu cả lưỡi rồi. Mình ơi. Minh ơi, đi học thôi, Minh ơi, đi học thôi. Đúng mà. Thì tới trước tới sau đâu quan trọng, Minh phải đi với mình. Gì, không quan trọng. Nè, 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 Minh phải đi với mình nha. Mình đi với mình. Thôi, hai bạn từ từ đi. Mình đi với mình. Mình đi chung cũng được mà. Thôi đi, 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 học đi. Mình đi với mình. Mình đi với mình. Mình đi với mình. Hai bạn từ từ đi. Ăn của mình nè, Minh. Minh ơi, ăn của mình nè. Bạn ăn của mình đi. Bạn ăn của mình đi Minh ơi. Trời ơi, mình mua chỗ này ngon lắm. Chỗ đó không ngon đâu Minh ơi. Dạo này bạn ốm yếu à, bạn ăn cái này đi. Thôi đi, chỗ đó đâu ngon, đi ra đi. Nè Minh ơi, mình xịt tương ớt rồi nè Minh ơi, ăn đi, ăn đi Minh ơi. Tôi có rồi mà. Thì biết rồi, nhưng chỗ mình ngon hơn nè. Thôi, bạn đừng có tranh giành nữa được không? Mình không ăn của bạn đâu. Nè 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 nè, cái gì Minh không ăn gà của mình, Minh sẽ ăn gà của tôi nha. Mình không ăn gà của bạn đâu. Làm sao mà không ăn được, bạn biết không? Tôi chuẩn bị gà từ lâu rồi. Tôi xịt tương làm đủ thứ hết. Mình sẽ ăn nè, gà nè, của tôi nha. Nè nè, miếng gà vô mà. Trời. Đó, tất cả là tại bạn đó. Bạn thấy chưa, bạn thấy chưa? Làm sao tại tôi được? Lúc đó là tay tôi đang cầm đùi gà. Bạn hất tay tôi lên đùi gà, tôi mới văng một người Mỹ đó, bạn thấy chưa? Nhìn đi, vừa lòng chưa? Uống trà đào nha. Tôi đi gọi nước. Uống trà vải nha. Mình đâu thích uống trà vải. Mình thích uống trà vải. Thôi đi, tại vì mình đi với bạn nên bạn thích trà vải nên mình uống trà vải, mình thích trà đào. Mình thích trà vải hơn. Mình thích trà đào ngay từ mình xưa thích rồi. Trà vải hơn. Thôi đi nha. Thôi đi. Tôi đi gọi trà đào. Chờ xíu nha. Trà đào nha, trà đào nha. Nè, trà đào này mà uống đi. Uống trà vải đi. Đã, người ta đã nói là không thích trà vải, thích trà đào. Người ta không có thích trà đào đâu. Ê, trà vải không thích trà vải mà. Mình thích trà đào mà mình uống trà đào này mình. Trà vải là chắc rồi. Không thích trà vải. Bạn làm gì vậy? Bạn cố tình phải không? Mình không cố ý mà. Minh ơi, cho mình xin lỗi anh nha ơi, Minh ơi. Mình xin lỗi Minh, Minh cho mình xin lỗi. Minh, Minh. Minh ơi. Để mình cõng cho Minh ơi. Minh. Long, mình có chuyện muốn nói với mình xíu. Bạn ra ngoài được không? Ok. Minh à. Ui, có dịch được không thì tôi dịch dùm cho. Thôi không cần đâu, bạn đi đi. Mình hiểu mà. Mình à, sắp tới Valentine á, bạn có dự định gì cho mình không vợ? Có nhiều lắm hả? Có kế hoạch gì, kế hoạch gì? Mày nói gì vậy? Mình không có hiểu gì hết luôn á. Là bỏ tay đúng không? Người sao? Cần người phiên dịch không? Chỗ đây phiên dịch đi. Ê, nhưng mà phải cho tôi đi cùng Minh ngày Valentine đó nha. Cái gì? Lễ tình nhân chứ phải lễ tình bạn đâu, bạn đi theo làm gì? Thì đi theo để phiên dịch chứ làm gì nữa. Với lại mẹ Minh nhờ tôi rồi, lúc nào phải kề kề bên Minh để phiên dịch cho ông, nghe chưa? Đúng không Minh? Quá, 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 quá. Mình có cách rồi, mình không có cần cái đồ phiên dịch khó ưa như bạn nữa đâu ha. Cách gì? Làm sao mà bằng được cách? Minh,
Mình không nói được thì mình nhắn tin. Ua. Long ơi, sẵn lấy thì mình ly nước nha. Cái gì? Bộ lỗ tai bạn để trang trí hả? Lấy thì mình ly nước. Bộ bạn không có chân à Yumi? Nhưng mà bạn đứng gần đó, bạn lấy thì mình ly nước có sao không? À, vậy để tôi lấy dùm Yumi ly nước nha. Yumi ơi, nước của bạn về Yumi. Minh à, bạn có sao không anh? Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, có biết đo nước sôi đâu. Bạn tốt quá ha. Xong rồi nè. Tại bạn hết đó Long. Mình xin lỗi, mình đâu cố ý đâu. Mày nói cái gì vậy? Mình không hiểu gì hết trơn. Này Yumi à. Hả? Giờ mình bị phỏng tay rồi, đâu có nhắn tin ở đâu, cần người phiên dịch không? Mình không cần. À, chứ tại mình nói về vấn đề Valentine, cái gì hẹn hò địa điểm quan trọng lắm đó. Valentine hả? Ừ. Là ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Ôi, máy hết pin ông ơi. Máy hết pin rồi, ông nhắn gì vậy? Thì tôi có nhắn ông là hôm nay tôi kẹt đi coi show với Yumi rồi. Nhưng mà tôi có hẹn ông trước mà sao đi coi Yumi là sao? Tôi biết mà, nhưng mà tại vì... Nhưng mà tôi đã hẹn ông trước mà xong đi coi Yumi là sao? Nhưng mà hôm nay là đêm chung nhưng kết. Nhưng mà tôi hẹn ông trước rồi mà. Còn có số cuối cùng mà hôm nay là ngày cuối cùng nó phát rồi, đêm chung kết á. Đi coi là không có coi nữa luôn á. Nhưng mà tôi hẹn ông trước rồi mà. Anh ơi. Có Long ở đây nữa hả? Mình đi hả Minh? Yumi đợi tôi xíu được không? Đợi cái gì mà đợi? Trễ rồi, đi nhanh lên. Yumi. Long à, tôi đi trước nha. Ông ấy lại ăn cơm với gia đình tôi nha Long. Long. Xin lỗi ông. Long. Lỗi phải gì ở đây? Nếu mà Long không có ai chơi thì đi tìm người khác mà chơi. Sao mà cứ dính lấy bạn vậy? Nực cười thiệt luôn á. Ê cô kia, cô nói chuyện kiểu gì vậy hả? Tôi thích tôi nói vậy được không? Ê đừng mời tôi nhìn giết làm tới nha. Cái gì vậy? Mấy người gì sao vậy? Con hỏi cả nhà nha. Con là người rủ Minh đi chơi trước, mà bị Yumi xen vào làm Minh thất hứa với con. Vậy ai là người sang chuyện này ở gia đình? Bình tĩnh. Nhưng mà Minh đồng ý đi chơi với mình rồi mà. Minh đâu phải là bạn trai của bạn đâu. Minh là bạn trai của mình mà, sao bạn nhiều chuyện vậy? Ê đòi em nói. Ê mày Minh giá hạn cái nữa coi. Trời ơi Long. Gì Long? Cái nhà kia. Nói chuyện được rồi động tay động chân chi vậy? Nè Minh, bây giờ bạn quyết định đi. Bây giờ bạn muốn tôi phải làm sao hả Yumi? Bây giờ bạn chọn đi, mình hay là Long. Nếu mà bạn chọn mình á thì mình không muốn thấy mặt Long nữa. Bạn thôi được không? Bạn dẹp mấy câu hỏi đi được không? Hả? Không. Bình tĩnh. Mình đang nói rất là nghiêm túc. Mình không muốn thấy mặt bạn nữa. Minh, bạn quyết định xong rồi thì nhắn tin cho mình. Yumi. Mày Yumi à? Còn đi coi show làm sao Yumi? Mình hết hấn rồi. Yumi! Đồ khùng! Đồ sợ hơi! Ê! Không có nói với con gái vậy con. Long à, ông nhịn tí xíu không được hả Long? Bà nói tôi nhịn hả? Bà coi từ nãy giờ tôi nhịn như nào rồi? Tôi nhịn cỡ nào rồi? Ai là người cái sự trước hả? Nhưng mà Yumi là con gái và ông dơ nắm đấm lên như vậy là quá đáng, ông hiểu không Long? Vậy bà có biết tôi bực cỡ nào không? Hả? Bây giờ tôi quyết định rồi, bạn chọn đi, tôi hay là Yumi. Nếu mà bạn không quen Yumi nữa, tôi không làm bạn với bạn nữa đâu. Chia tay đi. Đâu?
Ông là bạn đời của tôi mà Lão. Đừng làm vậy, đừng làm vậy. Không được đâu, như vậy là đê tiện đó. Để giờ đây con tim cứ ước mơ, cứ ngóng chờ. Hàng cây nghiêng lao sao cánh chim mời, còn bay về chốn nào đâu. Ngày vui tan đời đời mãi đau, từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ. Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ người yêu. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Phim hay quá ha. Bữa nào có phim mình đi coi nữa đi. Ừ, mình cũng thấy vậy á. Mà thôi, hai bạn về trước đi. Bây giờ mình phải đi mua đồ cho mẹ rồi. Bye bye hai bạn nha. Khoan, Yumi, để tôi đưa bạn về cho. Giờ này khuya rồi, đi về mình nguy hiểm lắm á. Lộc. Hả? Ông tự về mình đi. Để tôi đưa Yumi về xong tôi tự về cũng được. Thôi, bạn về với Long đi. Mình tự về được. Không có ai bắt nạt mình được đâu, mình men lắm. Không có nhân nhị vậy đó, đi theo tôi. Ủa? Long. Ủa? Vô đây. Hello. Ông đi đâu hả? Tôi đi lòng vòng thôi à. Món ăn ở đây ngon ghê luôn á. Chờ bữa mình tới đây ăn nữa đi. Ừ, được mà. Miễn Yumi thích là đi đâu cũng đi hết. Nè Long, ăn đi cho dễ chi tiền. Em xin lỗi nha, em không cố ý. Gì vậy Long? Sao ông cứ xưng em với Yumi hoài vậy? Ý ông chê Yumi già hả? Cái gì? Mình đẹp vậy sao già được? Bạn vô order cho mình. Dạo này nó kỳ cục lắm á. Hả? Sao ông cứ giả thứ Yumi hoài vậy? Không có đâu. Đi vô order cho mình chai nước nhanh lên. Mình khát nước quá hả? Yumi khát nước hả? Ok. Để tôi vô order nước cho Yumi nha.